Ôi, lại là mình ở đây, mình bên Hattie Shop ha các bạn. Thì bữa nay là cũng 8:10 rồi, ngày 20/9/2024 ha. Thì mình còn một số cây tầm trung của Samsung bữa nay muốn giới thiệu cho các bạn, các anh, các chị xem cho một cái đoạn video nhỏ này bữa nay ha. Bữa nay thì mình sẽ thanh lý một trong những cây trong video này. Thì mời các bạn và anh chị xem. Nếu có cần thông tin đóng góp hay bất cứ một cái góp ý nào, phản ánh nào thì mấy anh chị vui lòng nhắn tin ở dưới phần miêu tả hoặc là liên hệ số Zalo của bên em. Xin phép được đọc lại là 0938 911 184 ha. Và số điện thoại liên hệ số chính thức 09696 69609 ha mấy anh chị. Rồi, ok, mình bữa nay em xin bắt đầu video luôn. Thì đây là những dòng Android tầm trung bên em và hiện tại giờ vẫn còn ha. Thì đầu tiên là chiếc Galaxy S21 FE ha. Đây là phiên bản Mỹ nha anh chị, phiên bản Mỹ và đây là hàng xách tay nha. Thì video bữa nay thì bên em sẽ tóm gọn con này lại. Thì đây là dòng Galaxy ở của dòng Samsung, dòng giá rẻ gọi là Fan Edition ha. Với một thiết kế sườn kim loại nè. Hỗ trợ hai băng tần 5G, đây là anten dành cho thị trường Mỹ nha mấy anh chị. Thì mỗi bất cứ một cái dòng thị trường Mỹ nào của iPhone hoặc là Samsung thì sẽ đều có một cái cụm anten 5G ở đây. Thì máy này nó hỗ trợ tới hai băng tần 5G lận ha, cho nên nó sẽ có hai cái bức tiếp sóng 5G ở đây. Thì đây là phiên bản Mỹ, một sim ha mấy anh chị, và nó chạy chip Snapdragon 888 ha. Màn hình của nó là 6:6 ha, 6.5 hoặc là tầm 6:6 nha mấy anh chị. Độ phân giải là Full HD và nó có bốn cạnh rất là đều nhau ha. Đây, máy này bên em về là máy 99% là nó không chạy xước, màn hình không lưu ảnh, không ép kiến và không ám ố ha. Thì bữa nay em cho mấy anh chị xem. Đây là phiên bản tầm trung của Samsung ha, với khung nhựa, khung sườn là khung sườn kim loại nè, và nắp là nắp nhựa nha mấy anh chị. Nắp này thì nó hơi bám vân tay một tí nhưng mà nó vẫn có thể rất là dễ lau chùi ha. Thì cái ngôn ngữ thiết kế của cái dòng này là từ năm 2021, cuối 2021 đầu 2022 rồi ha. Đây là phiên bản Galaxy S21 Fan Edition của Samsung. Thì Samsung hiện tại bây giờ nó đã ra tới hãng đã ra tới Galaxy S23 Fan Edition là S23 FE nha mấy anh chị. Thì đây là cái ngôn ngữ thiết kế của cuối năm 2021 đầu 2022. Thì đây là ba cụm camera thì nó cũng không quá là dày và nó là lưng nhựa. Với dòng này thì mấy anh chị sẽ search thử giùm em series S21, dòng series S21 Plus. Thì mấy anh chị sẽ thấy là cái ngôn ngữ thiết kế nó xài chung với nhau ha. Thì đây là nắp nhựa và khung và nắp là nó trùng email luôn. Với dòng này thì mấy anh chị sẽ được con chip Snapdragon 888 ha, RAM 6GB và bộ nhớ là 128GB ha. Để em cho mấy anh chị xem. Thì với màn hình này thì độ sáng tối đa khi ra ngoài nắng á, thì nó tầm cỡ khoảng chừng 1000 nits nha. Cho nên cái độ sáng nó rất là sáng. Và được cái dòng này thì đó là bốn cạnh nó đều nhau, cho nên cầm trong cái máy cầm rất là gọn trong lòng bàn tay ha. Và nó nhìn nó cũng khá là đẹp. Nó rất là một cái điểm tựa, nó không quá là yếu ớt ha. Bởi vì nó là khung sườn nhôm nha mấy anh chị. Khung sườn nhôm. Đây, Samsung nó đã tối ưu cái viền màn hình ở dưới dành cho cái vòng tầm trung này rồi, cho nên khi mình cầm cái máy này mình sẽ cảm thấy nó sẽ tràn viền hơn. Thì đổi lại chúng ta sẽ được một cái camera mặt trước, độ phân giải là 32 megapixel nha. Đó là camera nút ruồi, thì em thấy camera nút ruồi này nhìn nó cũng khá là tinh tế. Thì cái dòng này thì cái camera nút ruồi nó cũng thiết kế nó cũng không quá là đẹp so với dòng flagship ha. Nó không có đen lắm và nó lộ rõ luôn cái cảm biến camera trước trên đây. Đó. Lo là máy là lo kép và máy vẫn hỗ trợ màn hình HDR Plus nha mấy anh chị. Màn hình HDR Plus. Máy có tần số quét là 120Hz ha. Là máy này chỉ có một sim thôi nha, là mã SM-G990U nha mấy anh chị. Em cho mấy anh chị xem. Đây, chân sạc bên em lựa con này thì nó rất là đẹp ha. Chân sạc chưa có sạc nhiều nè, không có cắm cho nên cái viền nhựa bảo vệ chân sạc vẫn còn nè. Và máy này nó vẫn còn áp nha. Máy này bên em về nó vẫn còn áp. Màn hình là nó rất là tươi và nó có độ trong ha, nó không có bị xuống. Màn hình này em lựa rất kỹ và nó sẽ không xuống nha. Màn hình hiện tại là nó không xuống màu và rất đẹp. Thì giá con này bên em đang bán là 4.7 triệu và kèm bộ sạc cáp Samsung 18W và miếng dán màn hình cho mấy anh chị luôn. Bộ cảm biến đằng sau của nó thì nó cũng gần bằng với lại Galaxy S21 Plus ha. Đó là cảm biến 64 chấm độ f1.8 nè. Một cái camera tele
một cái camera tele để mấy anh chị zoom hay ít á, thì nó tầm 8 megapixel ha, và một camera góc siêu rộng là 12 megapixel thì mấy anh chị vừa đủ trong mọi tác vụ sử dụng ha. Với cảm biến này thì mấy anh chị có thể zoom quang học 3x nè. Đó, em đang zoom trên quang học 3x thì nó ra chất lượng ảnh rất là tốt. Ha, camera trước thì độ phân giải 32 megapixel thì cũng cho ra một cái chất lượng khá ổn khi mấy anh chị muốn sử dụng trên những cái nền tảng xã hội như TikTok nè hay là Facebook ha. Rồi mọi tính năng ăn chơi trên Samsung Galaxy S21 FE thì nó hỗ trợ Android 14 và OnePlus 6.1 ha, cho nên nó hỗ trợ những cái tính năng AI của Samsung đầy đủ trên thiết bị này. À, đây là giá mình hiện tại đang bán là 4.7 triệu ha. Con này thì có dung lượng pin là 4.5 cho nên xài được cả ngày. Với dòng chip Snapdragon 888 thì đây là bản cải tiến 888 của Samsung tối ưu lại, cho nên nó sẽ không có bị lag và nóng nha. Tiếp theo thì bên em lên tới dòng là Galaxy A52s ha. Đây là phiên bản hàng một sim. Thì đối với phiên bản này thì mấy anh chị sẽ được RAM 8GB và bộ nhớ là 128GB ha. Đây là phiên bản tầm trung dòng A của Samsung và nó hỗ trợ bộ vi xử lý là Snapdragon 778G, màn hình 120Hz, độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét là 120Hz ha. Vuốt trên màn hình này rất mượt, và 778G này thì chuyên dành cho mấy bạn nào cần chơi game thì nên sử dụng dòng này, bởi vì nó rất là mát và nó sẽ không có nóng nha. Tác dụng nó sẽ không nóng. Đây là phiên bản hàng thì nó chỉ hỗ trợ một sim. Nè, bên em về ha. Một máy rất cũng khá là đẹp. Đây là khung sườn nhựa nha, khung sườn nhựa cho nên nó là nhựa si bóng của Samsung. Cho nên xài thì mấy bạn nên sử dụng thêm một cái ốp lưng để tránh cái tình trạng mà nó bị bong tróc đó nha mấy bạn. Thì đây là nhựa si bóng chứ không phải là nhôm. Thì bộ cụm camera này thì nó cũng giống như Galaxy A82 5G thôi. Nó có thêm một cái camera để mấy bạn có thể chụp 6 phong thôi. Thì một cảm biến là 64 megapixel ha, một cảm biến chụp chân dung là 5 megapixel và cảm biến góc siêu rộng là 8 megapixel. Camera mặt trước thì tầm cỡ khoảng chừng 12 megapixel ha. Thì đối với phiên bản này thì mấy bạn sẽ được một cái màn hình rộng nè, pin nó tầm 4.500 tương đương với là S21 FE nha mấy bạn. Đó. Viền của nó thì nó cũng không quá là mỏng so với lại dòng Galaxy S21 FE ha, nó không có được đẹp. Đó, thì con Galaxy S21 FE này nó sẽ nhìn nó bầu bỉnh hơn. Nhìn nó bầu bỉnh hơn, nó tràn viền hơn một chút xíu, cảm giác nhìn nó sẽ tràn mắt hơn. Còn so với lại phiên bản A52s này thì mấy bạn xài thì nó sẽ cảm thấy nó dài hơn nha mấy bạn. Thì đây là phiên bản hỗ trợ 5G cho nên những cái app hàng này mình có thể xóa cho mấy bạn được ha. Màn hình này với độ nổi khói khá là tốt ha, màn AMOLED của Samsung và nó rất ít bị sọc nha mấy bạn. Đây là màn hình Samsung làm rất ít sọc. Dòng A của Samsung thì dòng này mình cảm thấy nó bền về cái độ màn hình ha. Màn hình bo 2.5D và nó hỗ trợ loa kép cho mấy bạn luôn. Giá hiện tại mình đang bán con này là 3.6 triệu nha các bạn, kèm cho bạn một bộ sạc và một miếng dán ha. Lưng này lưng nhám ha. Đó, đây là dòng tầm trung của Samsung A52s. Việt Nam mình cũng có một phiên bản A52s nha các bạn, và nó hỗ trợ tới 2 sim lận. Vẫn hỗ trợ chip Snapdragon 778G ha. Riêng bản hàng thì nó sẽ có chất lượng tốt hơn, cái tiêu chuẩn ở bên Hàn Quốc nó sẽ cao hơn, cho nên mấy bạn có thể an tâm về cái chất lượng thêm một tí ha. Bởi vì thường thường thì toàn cầu hóa thì Samsung sẽ đặt nhà máy ở nhiều quốc gia thì tiêu chuẩn chung của Samsung, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là chất lượng của Samsung Hàn Quốc nó vẫn nhỉnh hơn một tí so với lại Samsung Việt Nam ha, ở một số khía cạnh về độ bền ha mấy bạn. Đây, tại vì làm ở quê nhà thì lúc nào cũng sẽ được ưu tiên hơn. Máy này hỗ trợ một cây sim và một thẻ nhớ ha. Trên đây là mic và khung này là khung sườn nhựa nha các bạn. Khung sườn nhựa. Tiếp theo thì con này quá quen thuộc rồi, Galaxy A825G ha. Thì giá hiện tại mình đang bán là 3.6 triệu, vẫn là một thiết kế full tràn viền. So với lại S21 FE thì màn con S20, màn A825G thì nó sẽ full tràn cảnh hơn, nhìn nó sexy hơn, và đó là độ phân giải nó sẽ cao hơn, tầm 2K cộng nha các bạn, và tần số quét vẫn là 120Hz ha. Nhưng mà đây là màn công nghệ mới nè, S21 FE là công nghệ mới, còn A825G là công nghệ cũ nha. Tùy theo mấy bạn nào cần cái độ đẹp hoặc là cái độ hoàn thiện của cái máy, mấy bạn sẽ lựa chọn những cái máy nào phù hợp với mình. Thì máy này vẫn hỗ trợ pin là 4.5, Android 14 và OnePlus 6.1, và chạy chip Snapdragon 855 Plus, một bộ vi xử lý Luxship đời cũ, nhưng mà nó hỗ trợ full app, những cái app, những ứng dụng bình thường, và nó vẫn còn khả năng chơi game được nha các bạn. Camera thì chụp nó cũng tương đương với những dòng này, có thể là S21 FE sẽ nhỉnh hơn về cái chất lượng ảnh chụp nha. Thì đây là ga Quantum 3 ha các bạn. Thì mình cũng đã làm một cái video về Quantum 3 rồi. Quantum 3 thì đó là dòng Galaxy M53 của Samsung.
Với dòng này thì mấy bạn sẽ có một cái thiết kế rất là mỏng ha, rất là mỏng nhẹ, khung sườn là khung sườn nhựa, vân tay là vân tay trên sườn và hỗ trợ sạc 25W. Màn hình thì bê từ dòng A xuống nha các bạn. Đây là màn hình của Galaxy, mình nhớ không nhầm nó là dòng màn hình Galaxy A71 hoặc là A72 ha. Đó là chiếc màn hình Snap Super AMOLED LED nha. Vì Samsung nó chia lên cái màn hình ra nhiều công nghệ quá. Đây là màn hình Super AMOLED LED thì cái độ nổi khói màu thì nó sẽ tươi, rất là tươi ha, tươi hơn màn Dynamic AMOLED của Samsung, vẫn hỗ trợ 120Hz nhưng mà viền thì không sexy bằng so với S21 FE ha. Thì giá vé máy hiện tại mình đang bán máy này là 3,7 triệu nha các bạn, 3,7 triệu, thì kèm sạc cáp dán ốp cho mấy bạn luôn. Máy này thì chỉ một loa thôi mấy bạn, một loa thôi. Thì hiện tại mình về được 3 cây, mình bán chỉ còn có 1 cây thôi. Con này là máy 99 ha, sườn đẹp nè, đó sườn rất đẹp. Ok, hiện nay mít lo máy này pin tới 5.000 lượng cho nên các bạn yên tâm về thời lượng pin ha. Camera chụp cũng khá là tốt trong tầm giá ha, các bạn có thể chụp tốt nè, không có phải tới mức mà mấy bạn chữa cháy đâu, không tới mức cho mấy bạn chữa cháy đâu ha. Chụp rất tốt, camera góc rộng nè, khả năng zoom nè, zoom kiến số lên tới 10x ha, nhưng mà mình khuyên zoom từng 2x là đẹp rồi. Đó, màn hình hiệu năng và pin dành cho thực dụng, dành cho bạn nào không cần quá khắt khe về cấu hình nè, không cần quá khắt khe về độ đẹp nè, thì nó sẽ mang lại cho các bạn một thời lượng pin rất là tốt ha. Một cái thiết kế nhìn nó cũng trung tính, nó vừa hiện đại mà nó cũng không quá là tệ ha các bạn, nó cũng không quá là lỗi thời. Đó, đây là khung nhựa nha các bạn và lưng nhựa. Và đây là máy bữa nay thì mình thanh lý là dòng Galaxy M33 ha. Thì mình về cái này thì mình thanh lý cho mấy bạn là 2,1 triệu ha, thì nó bị mẻ kính ngay đây nè. Còn ngoài ra là ngoại hình thì là 99, pin 5.000 cho mấy bạn nào về xài chơi game hoặc là dán miếng cường lực vô là xài được. Đây là mẻ nha, nó bị mẻ kính ở đây, thì ép kiến thì cũng tầm 200.000 thôi, nhưng mà mình thanh lý bữa nay tại giá hiện tại mình đang bán tới 2,9 triệu lực. Mình thanh lý 2,2 triệu là có sạc đầy đủ cho mấy bạn luôn. Thì đây là màu xanh nha, màu xanh lưng trùng email nè. Máy này thì pin 5.000 nó như M53 thôi, nó như Quantum 3 thôi, có điều là cái nó là phiên bản rút gọn, nó là M33 nha, còn đây là M53. Thì đối với máy này thì mấy bạn full chức năng thì mình bảo hành màn hình cho mấy bạn 7 ngày. Thì đây là màn hình LCD cho nên mấy bạn yên tâm về cảm ứng, nó sẽ không có bị liệt nha. Đó, thì mình thanh lý giá, hiện tại mình thanh lý con này giá 2,2 triệu. Các bạn nào cần một chiếc điện thoại có thể về dán cường lực xài đỡ, hoặc là thì mình sẽ chỉ chỗ cho ép kiến ha. Đó, full chức năng, chỉ là mình về nhập về thì nó bị mẻ kính ở đây thôi. Đó là hiện tại giờ tổng quan những dòng tầm trung hiện tại giờ bên mình. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về những dòng này thì có thể coi những cái video cũ của mình ha. Thì bữa nay mình chỉ còn một số máy này thôi, sắp tới mình sẽ nhập thêm những cái máy dòng khác nữa, mình sẽ đăng thêm những video nữa để cho mấy bạn coi. Nếu mấy bạn nào thích hoặc là bạn nào cần những cái video chia sẻ của bên mình thì mấy bạn có thể coi cho mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt subscribe để video mình càng ngày hoàn thiện hơn ha. Thì nói chung là mình đang xây dựng kênh á, thì kinh nghiệm lúc đầu thì mình không có, nhưng mà mong mấy bạn cho mình xin góp ý này nọ để mình hoàn thiện hơn, nó sẽ tốt hơn. Thì hiện tại mình vẫn bán shop trên mạng thương mại điện tử Shopee ha. Nếu bạn nào cần mua hàng trên Shopee có thể trong cái phần miêu tả của mình sẽ có cái link Shopee, để các bạn chỉ cần click vô trỏng và đặt những sản phẩm bên mình hiện tại giờ đang bán ha. Hiện tại mình đang bán 491 sản phẩm trên thương mại điện tử Shopee, và đa phần là vẫn kinh doanh về những mặt hàng của LG nha mấy bạn. Ok các bạn, clip cũng đã quá dài rồi. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều và chúc các bạn một ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè và gia đình ha. Hãy đi shop, cảm ơn các bạn nhiều.